Hello anh em nhá, chào mừng anh em trở lại kênh Trai Lời với Tên Nhà Đức. Hôm nay mình review tất cảnh cho anh em nóng chiếc xe của em Lợi. Đấy, em trai Kia K200 nhà lên rất nhiều đồ chơi các bạn nhá. Đây, một trong những chi hội của anh em câu lạc bộ yêu xe mọi người Tổ quốc này. Đó, các bạn thấy không? Đây, các bạn chúng anh ngon, nóng toàn cảnh luôn. Em trai thì có một phong cách Solix. Nhìn lên Solix thì các bạn nên tưởng ai không ạ? Đó là nhà Phong Nguyễn. Đấy, nhưng mà bộ tem của em trai là design theo kiểu Solix mang nhện. Đấy, rất là hay luôn. Các bạn thấy không? Solix một trong những bộ phim hoạt hình rất là nổi tiếng luôn của Hollywood. Đấy, các bạn thấy không? Đây, ngoài ra đó thì em trai còn design gấu trúc. Đây, gấu trúc rất là hay luôn, mặt trời Nhật Bản. Đấy, rất hay. Các bạn thấy không? Xe của em trai được bộ đế gương của các bạn nhá. Chúng tích hợp điện này các bạn này. Đây, mời các bạn xem này. Đây, ôi mát ghê, xe em trai mát ghê. Đây, gương này. Mình cho thấy gương cùng xa các bạn nhá. Đó, các bạn thấy không? Một nút này, các bạn luôn này. Đấy, ấn phát luôn này các bạn này. Luôn. Đó, rất hay luôn, mình sẽ cho gương nó ra nhìn cho đẹp. Đấy, bên trong cabin thì em trai độ cũng giống như anh em khác thôi. Đó, bao gồm trần da rồi bọc hết dây da. Đấy, sàn xe, vô lăng một cường. Đấy, em chưa lên vô lăng, đây độ hơi đây. Giá đề cốc em chế thế hay các bạn nha. Đúng là một ý tưởng rất hay luôn. Nhưng không biết có bị vướng không, mình không rõ. Cái này thì mỗi anh em ý tưởng. Đấy, đồng hồ hơi các bạn này. Đấy, bên trong thì full nội thất cabin, full mạ chrome. Đó, các bạn thấy không? Đặc biệt là xe của em trai độ bộ Solix rất là đẹp luôn. Đấy, Kia K200. Đấy, đôi gạt mưa auto clover hình chiếc lá. Đấy, trên kia thì em thích đường lóc bạn ạ. Em đội đường lóc để em để bạt cả để những đồ hình tinh trên đấy. Đấy, đầu xe được design hai chú ngựa đâm đầu vào nhau. Đấy, tem này tem phản quang các bạn nhé, buổi tối nó phát sáng. Đây, tay gương tròn. Tay gương tròn này thì cho em bị ma bị lõm như này các bạn ạ. Đây, gương tích hợp điện các bạn nhé. Đấy, nhìn trai, xe của em trai rất là nổi luôn. Thử ong à? Em trai thích ong à? Vâng. Thế rồi, nếu mà ong thì em phải để cho tầm khoảng nhỏ cuối tuần cơ mới có ong. Ừ. Em trai lên hơi ám biết đầy đủ rồi đúng không? Vâng, xong hết rồi, nghĩa là trước em có còi rồi em bán rồi. Được giá là bán luôn đấy à? Thế thì còi ong 3.4 triệu một đôi em ạ. Còi ong bây giờ lên 3.4 triệu một đôi, tầm khoảng sang tuần anh mới có về cơ. Không thì anh tưởng em làm con còi K2 này, nghe em hay. Con này bắn nó sát tay lắm. Thích ong luôn à? Cho lên trên nóc luôn đi đúng không? Vâng. Đấy là cái giá để lắp lắp đấy. Đúng rồi, cái giá này anh bảo giá này chắc chỉ để coi ong hoặc là để mấy cái linh tinh thôi. Không, em lên mùi rồi. Còn gì đâu em? Dạ. Để em nuôi chắn bùn đi lóc thôi. Ok, đằng sau đúng không? Vâng. Đằng sau phải trước được, có trước không? Chế đổi trước thì phải tầm khoảng sang tuần cũng ngó luôn. Chưa được, cái này sau. Để sau trước nhá. Vâng. Chúng ơi, chúng vất cho em thùng xe thôi, sau chắn bùn đi lóc cả. Bắt cho em thì đôi chắn bùn sau lóc lên xe. Lấy bát luôn chung ạ. Đây, đấy em trai chọn sao su đi. Khổ 35 của em cũng có nhiều mẫu mà. Đấy, hình Michelin. Đấy, hình đấy luôn. Đúng rồi, khổ của em luôn đấy. Đúng của em luôn, 35. Đây, em trai chế hơi đây các bạn nhá. Đây, bộ hơi của em này. Đó, quả bình nén khí này. Đấy, bom nguyên tử các bạn này. Đó, các bạn thấy không? Có bom nguyên tử. Đấy, rất là hay luôn. Đây, đằng sau thì em rất là nhiều hội các bạn nhá. Tham gia rất nhiều câu lạc bộ luôn. Rồi, hello anh em, thank you anh em nhá. Đấy, em trai ủng hộ đôi chắn bùn. Chắn bùn Thái, chắn bùn Hilux. Chắn bùn thùng, em lấy cũng cái như thế anh em nối thêm. Con K200 này không có, em phải lấy cái như thế cho em nối thêm. Ừ đúng rồi, anh em nào như thế, có nghĩa là em về làm mình tốt đấy. Cho bắn lối thêm thôi, chứ không có của K200 đâu. Chứ bắt đầu sau thùng xe. Đây, mở thùng bớt ở sau thì em trai các bạn nhé. Em trai thì tham gia rất nhiều câu lạc bộ luôn. Ai à, hàng chở Hàn Quốc rất là đẹp luôn, không biết luôn. Đúng rồi, bạn bè chuẩn luôn. Đúng rồi. Đó, các bạn nhìn thấy chiếc xe của em trai đẹp không? Rất là đáng yêu, ngộng nghĩnh luôn. Đấy, riêng cái chắn bùn thùng của chiếc xe K200 này thì riêng chắn bùn thùng K200 này thì không có em béo ạ. À, em về em phải hàn thêm đấy. Có nghĩa là làm thêm mình tốt đấy. Xong rồi lối thêm nào đấy anh em ạ. À, cái chắn bùn K200 này nó là bản 35 nhá. Thì nó lại không có cái miếng mà vừa đây thì anh em bắt cùng về phải lối thêm đoạn nữa. Lối thêm một miếng tôn hoặc miếng cao su thì dày tùy anh em bắt vào nhà này. Đó, đây rất nhiều anh em làm bài như thế. Còn đây là vừa luôn, bản 35. Đó, đẹp luôn. Hai đôi nhờ. Chung lấy một đôi 35 cho em trai nhé.
bát đây các bạn nhé. Bát này em chưa khoan đấy. Cái này cái thùng này của em, thùng này không khoan được đâu. Thùng này em về em phải khoan đấy, vì thùng này của em nó không giống thùng kia. Nó không giống với thùng bạt đâu. Thế nên ra thùng này nó sẽ bị lệch. Đó, thằng kia nhìn rất là nhiều luôn. Bộ bát được. Đâu, một bộ hai bộ. Đó, bỏ lại sao nào, kiểm tra lại sao nào. Kiểm tra lại cho em, nếu mà thường bộ bỏ ra. Thường bộ bát nào. Ờ, đây anh đưa cho em bát, tôi đưa cho em bát bé đi. Về em bát cho chung với bộ của em luôn. Đây, đây Bảo ơi, cho Bảo bộ này, ba này, cho khỏe. Ba này anh bán cho xe Potter. Rồi, chúc anh em nhá, và cho anh em biểu bộ cho mình theo số điện thoại là 0978 23083 và 0978 23083. Anh kêu em trái rất nhiều luôn.